Kênh Văn hóa lịch sử mến chào các quý vị thính giả. Dân gian thường nói, giang sơn của Lưu Bị do khóc mà có. Câu nói đó tuy đánh giá thấp Lưu Bị cho ông là ngụy quân tử, nhưng chính nó đã cho chúng ta một góc nhìn khác. Lưu Bị rất biết khóc. Lấy khóc để lung lạc nhân tâm cũng là một nghệ thuật trong thuật đế vương của Lưu Bị. Người biết khóc khi khóc cho mọi người thấy rằng, khóc đau đớn thật sự hay là giả dối, đều khó phân biệt. Tào Phi bức hại Hán Hiến Đế lên ngôi hoàng đế, Lưu Bị mặc áo tang và khóc lóc thảm thiết, thậm chí còn ngất đi mấy ngày. Khi Bàng Thống và Pháp Chính mất, Lưu Bị cũng vừa đi đưa tang, vừa khóc. Dưỡng tử của ông Lưu Phong bị chính ông ban cho cái chết, ông cũng rơi lệ. Ngày hôm nay, kênh Văn hóa lịch sử không cùng quý thính giả luận bàn về những lần Lưu Bị khóc, chúng tôi sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu về cái chết của Lưu Phong, dưỡng tử của Lưu Bị. Có nhiều luồng ý kiến cho rằng Gia Cát Lượng đã gián tiếp hại Lưu Phong để dọn đường cho Lưu Thiện lên nắm quyền quân quốc sau này thuận lợi. Lưu Phong vốn là con của La Hầu Khấu Thị, cháu của họ Lưu tại Trường Sa. Khi Lưu Bị ở Kinh Châu đã ngoài tứ tuần, vẫn chưa có con nối dõi, nên nhận Lưu Phong làm dưỡng tử. Lúc nhỏ, Lưu Phong là một đứa trẻ không tầm thường. Đến năm 20 tuổi, Lưu Phong quả nhiên có võ nghệ, sức mạnh hơn nhiều người, chỉ huy binh đội cùng Gia Cát Lượng, Trương Phi theo dòng sông Cần về phía Tây, lập nhiều chiến công. Về sau, Lưu Bị lệnh cho Lưu Phong cùng Mạnh Đạt tấn công Thượng Dung của Ngụy Quốc, đã lập công lớn, bắt sống thái thú Thân Đam và cả gia tộc ông ta đưa về thành đô. Lưu Phong tuy là con nuôi của Lưu Bị, dù lập được nhiều công lao nhưng vẫn không được thăng quan tấn tước, đến khi chết vẫn chỉ là một phó quân tướng quân. Nguyên nhân, có lẽ vì sau khi Lưu Bị nhận Lưu Phong làm dưỡng tử đã sinh ra nhiều mâu thuẫn, khiến ông không sao xử lý được nên phải kìm hãm Lưu Phong lại. Sở dĩ có sự mâu thuẫn là do vừa nhận Lưu Phong làm dưỡng tử thì Lưu Thiện chào đời. Dân gian có câu, hoa màu của người ta bao giờ cũng tốt hơn, còn con đẻ thì bao giờ cũng tốt hơn. Lưu Thiện luôn được nuông chiều, dù chẳng có tài năng, nhưng Giang Sơn vẫn phải truyền cho cậu ta. Nếu nâng đỡ Lưu Phong càng lên cao, thì mai sau con trai mình làm sao nối ngôi được. Đây là chỗ bất an của Lưu Bị. Việc Lưu Phong không cứu Quan Vũ làm cho mối mâu thuẫn đó càng gay gắt hơn. Quan Vũ cậy là anh em kết nghĩa với Lưu Bị nên kiêu ngạo. Khi trấn thủ Kinh Châu, ông có sự va chạm với cấp dưới là Phó Sĩ Nhân và Mi Phương là Thái Thú ở Nam Quận và cũng không coi Lưu Phong là người trong nhà. Khi Quan Vũ thua chạy về Mạch Thành, bị vây hãm khốn cùng, cử liên lạc đến Nam Quận nhờ Mi Phương, Phó Sĩ Nhân giải cứu, họ không cứu mà sau còn theo hàng Đông Ngô. Quan Vũ lại gửi thư đến Lưu Phong, Mạnh Đạt ở Thượng Dung cầu cứu, nhưng Thượng Dung nhỏ bé ở xa lại gần nước Ngụy, Mạnh Đạt khuyên Lưu Phong không giải cứu vì có gửi quân đi thì cũng không cứu được. Lưu Bị rất giận Lưu Phong, nhưng Lưu Bị dù tức giận Lưu Phong, lại không muốn bị mang tiếng giết con nuôi. Lưu Phong cũng cảm thấy vô cùng bối rối, biết mình đã bị mất tín nhiệm. Không biết phải xử trí ra sao, đành chút nỗi bực dọc lên đầu Mạnh Đạt. Mạnh Đạt lo sợ, dẫn quan chạy sang hàng Tào Ngụy. Sau khi đầu hàng Tào Tháo, Mạnh Đạt được hậu đãi, biết Lưu Phong đang bối rối, nên viết thư để ly gián mối quan hệ giữa Lưu Bị và Lưu Phong. Bức thư viết rất xúc động, cố khuyên Lưu Phong nên làm phản. Bất luận thế nào, Lưu Phong vẫn cương quyết giữ vững tình cha con với Lưu Bị, tiếp tục trấn thủ Thượng Dung. Nhưng quân Tào quá mạnh, Lưu Phong thất thủ, chạy về thành đô, Lưu Bị tức giận phê bình Lưu Phong, nhưng vẫn không giết Lưu Phong. Lúc này, Gia Cát Lượng ra mặt nói với Lưu Bị. Lưu Phong tính tình cứng cỏi, bướng bỉnh, sau này khi chúa công đi xa, còn ai trị được ông ta. Nên nhân cơ hội này, chúa công nên quyết đoán. Không cần Gia Cát Lượng cảnh báo nhiều lần, Lưu Bị gạt bỏ tình cảm, ban chết cho Lưu Phong. Lưu Phong chết, Lưu Bị vì chuyện đó mà rơi lệ. Lưu Phong là một chiến tướng trẻ tuổi, có tài, so với số người cùng một lứa tuổi ở Thục Quốc, không sai sánh kịp. Nếu so Lưu Phong với Lưu Thiện, rõ ràng Lưu Thiện không thể bằng. Lưu Phong không cứu Quan Vũ, xét về tình thì không đúng nhưng về việc công thì đó là hợp lý, Thượng Dung quân ít lại gần quân doanh Tào Tháo, nếu đi cứu Quan Vũ, Tào Ngụy tấn công thì lưỡng đầu thọ địch. Lưu Phong vì không cứu Quan Vũ mà chút giận lên Mạnh Đạt khiến Mạnh Đạt bỏ sang hàng Tào Tháo cũng là sai. Tuy nhiên, dù kẻ thù dụ dỗ, Lưu Phong vẫn nhất mực trung thành với Lưu Bị. Khi giết Lưu Phong, Lưu Bị muốn định tội danh thật khó, nhưng nếu không nhân lúc này, sau này Lưu Thiện tất gặp rắc rối và Gia Cát Lượng sẽ khó bề nắm quyền quân quốc. Quan Vũ bị giết, Mạnh Đạt hàng Tào, Lưu Phong lại chết dưới tay Lưu Bị, nhất thời Thục Quốc tổn hại ba vị đại tướng, thử hỏi tại sao Lưu Bị không đau đớn. Hơn nữa, Lưu Bị lại là người hiểu rõ hơn ai hết, việc Lưu Phong chút nỗi bất bình lên Mạnh Đạt là do mình. Suy nghĩ mãi, mâu thuẫn vẫn không giải quyết được, Lưu Bị cảm thấy không đủ sức để làm thay đổi mọi việc, nên khi Gia Cát Lượng nói, đã quyết định ban chết cho Lưu Phong. Quyết định đó đã làm cho Lưu Bị phải khóc, nhưng đó là cái khóc do đau lòng hay do hối hận.
e rằng chính bản thân Lưu Bị cũng không giải thích được. Theo chúng tôi, có lẽ Lưu Bị quá thương tiếc Lưu Phong. Lưu Bị không thể khống chế được Lưu Phong, dẫn đến sự phản ứng dây chuyền, xuất hiện nhiều tác dụng phụ to lớn, đặc biệt là về sau này nước Thục thiếu người kế cận, nên là nước thành lập sau cùng nhưng bị tiêu diệt đầu tiên trong thế chân vạc.